Đây là một số thứ mà để chúng ta chăm gà to này, ví dụ như rau muống này, cà chua này. Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh của chúng tôi. Hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị và các bạn cách chăm gà trống trưởng thành. Nhiều người hỏi tôi cách chăm như thế nào để nó đạt hiệu quả, để nó khỏe mạnh, vân vân. Nói chung là gà trống chăm khó. Bây giờ chúng tôi sẽ quay cho quý vị và các bạn xem và hướng dẫn luôn cái cách chăm của một số cái trại lớn. Xin mời quý vị và các bạn đi cùng chúng tôi và quý vị nhớ đăng ký kênh để theo dõi nhiều video về nhiều lĩnh vực khác nhau của chúng tôi nhé. Xin mời quý vị và các bạn đi nào. Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay như đã nói, tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị và các bạn cách chăm gà trống. Chăm gà trống là rất là khó nha, gần như là khó nhất. Đấy, bởi vì bây giờ YouTube có những quy định rất nghiêm ngặt, cho nên là có nhiều cái điều mà không phải là muốn nói gì nói như trước đây được. Trước đây là có thể nói khá thoải mái, còn bây giờ là nói cái gì hay quay cái gì là phải cân nhắc cẩn thận. Cho nên là bây giờ tôi sẽ hướng dẫn chúng ta cách chăm gà trống làm sao cho nó hiệu quả. Đây là một số thứ mà để chúng ta chăm gà to này, ví dụ như rau muống này, cà chua này, giá này. Đó, thì những cái này là chưa đủ đâu quý vị. Nhưng mà rau muống là chúng ta phải thái ra như thế này. Đó, còn cà chua thì chúng ta phải chẻ ra. Còn thịt thì chúng ta phải trụng qua nước sôi. Tốt nhất là chúng ta cứ luộc đi. Nói chung là mỗi người nuôi một kiểu nhá. Có người người ta cho ăn thịt sống, có người cho ăn thịt trụng qua nước sôi. Thì mình sẽ nói cho chúng ta cái cách của của hai cái trại lớn người ta chăm gà để chúng ta tham khảo quý vị các bạn nhé. Đấy, về lúa thì chúng ta cứ xả nước cho đầy cái này, xong rồi chúng ta bóp cho nó hết mốc, xong rồi chúng ta đổ cái trấu đi. Thế là được. À, xong đó chúng ta cho gà ăn. Thường thì chúng ta chỉ để trong vòng 1 tiếng đồng hồ thôi, còn để lâu nó chua, gà nó ăn nó sẽ bị khó tiêu. Đấy, cái trấu nó nổi lên thì chúng ta đổ nó ra thôi, không có gì hết. Đấy gọi là lúa lép. Đầu tiên là chúng ta cho ăn lúa không. Lúa là chúng ta cho một nắm chặt như thế này, hoặc là cho ăn khoảng 70% diều, 60-70% diều của nó. Rồi em cứ cho ăn đi. À, thì đừng có cho ăn ít quá mà cũng đừng có cho ăn nhiều quá. Còn rau muống thì như đã nói là rau muống thì chúng ta thái ra, xong rồi chúng ta mới cho ăn sau. Đấy, còn thịt thì thịt bò thì chúng ta thái ra, xong rồi chúng ta cho vào nước sôi khoảng 1 phút. Đây là tôi đang nói kinh nghiệm của một cái trại lớn nhá. Còn mỗi trại cho ăn một kiểu, chúng ta muốn học theo trại nào chúng ta học nhá. Đây bây giờ là cái trứng cút lộn và thịt. Đây là thịt lợn chứ không phải thịt bò đâu quý vị. Thông thường là cho thịt bò nhưng mà bởi vì nhân viên mua thịt lợn nên dùng thịt lợn luôn. Cái này nước sôi rồi nhá, chúng ta cho vào đây. Đấy em cho nó vào. Thế thì em cho thế vào trứng nó rơi cho nó vỡ hết luôn. Rồi cái này chúng ta cho vào đây, nước nó sôi như thế là được rồi. Chúng ta tắt bếp cho chúng ta đậy vung ở đấy, 2 phút sau là dùng được, không phải đun nữa. Thế còn cà chua thì chỉ cho ăn vào buổi chiều thôi. Đấy, bởi vì nó mát, rồi cho ăn 2 ngày mới cho ăn một lần. Nhưng nếu mà chúng ta cho ăn liên tục thì có thể nó sẽ gây tiêu chảy cho gà, không có tốt. Tôm với thịt bò là cứ cách 2 ngày chúng ta mới cho ăn một lần, chứ không phải là ngày nào cũng cho ăn cả. Cách 2 ngày thì chúng ta cho ăn một lần. Tôm thì chúng ta cho ăn tôm biển hay là tôm nước ngọt gì cũng được quý vị các bạn nhé. Nó khoảng bằng ngón tay của chúng ta ấy. Tôm, cái loại tôm bằng ngón tay, nói chung là bằng ngón tay út là rồi. Và mỗi lần chúng ta cho ăn 2 con. Chúng ta cũng thế, theo cái trại này thì là chúng ta sẽ nhúng qua nước sôi và cắt cái nhọn ở phần đầu đi là được, để nguyên cả vỏ để cho nó có canxi. Bởi vì mỗi trại một kiểu cho nên là mình sẽ nói anh em nào muốn học theo trại nào thì học, chứ không phải là trại nào cũng giống nhau. Đấy, trại này thì không có cho ăn trứng cút lộn, còn có trại khác thì lại có cho ăn trứng cút lộn. Chiều thì chúng ta lau mình cho gà sạch sẽ. Đấy, nói chung buổi chiều thì lau sạch sẽ cho nó. Bây giờ mình sẽ nói tiếp một cái trại tiếp theo.
để cho anh em tham khảo. Đây là trại đầu tiên, quan điểm chăm của trại đầu tiên này nhá. Và bây giờ sẽ một trại tiếp theo về lúa thì cũng rửa sạch. Nói chung là trại nào người ta cũng rửa sạch như nhau. Đấy. Trại này thì cho ăn trứng cút lộn, mỗi ngày ăn một quả. Trại này thì có cho ăn trứng cút lộn và ăn tôm, không cho ăn thịt bò. Đó, tôm thì cũng trụng vào nước sôi như trại kia. Trại này thì sáng là 8 giờ cho ăn lúa. Lúa thì cũng là tầm một nắm chặt như vậy, nói chung 60-70% nhiều. Và tầm 11-12 giờ trưa thì bắt đầu người ta cho ăn mồi. Lúa thì vẫn trại nào cũng như nhau, mỗi ngày cho ăn lúa 2 lần. Còn buổi chiều thì chúng ta lau gà, cho lau mình cho nó sạch sẽ để cho con gà nó thoải mái và khỏe mạnh. Nếu mà quý vị và các bạn cần hỏi thêm bất cứ điều gì liên quan đến chăm gà to, gà con, gà trống, gà mái, gà đang đẻ hay là gà nuôi con vân vân thì quý vị và các bạn cứ để lại comment bình luận cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ gửi các đường link hướng dẫn cho quý vị và các bạn. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã xem video. Hãy đăng ký kênh của chúng tôi và bấm vào chuông có chữ tất cả để theo dõi nhiều video về nhiều lĩnh vực khác nhau của chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.